chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hoàn lưu vùng áp thấp đầy lên từ áp thấp nhiệt đới suy yếu nhanh nên chỉ khiến cho thời tiết các tỉnh khu vực miền Bắc chuyển nhiều mây hơn và mưa xảy ra rải rác với lượng không nhiều. Vì vậy mà không có những thiệt hại nào do áp thấp nhiệt đới gây ra, cũng như là các hoạt động thường nhật của người dân vẫn được diễn ra bình thường. Dự báo trong đêm nay thì trời vẫn còn khá nhiều mây và mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Nền nhiệt độ cũng biến động và dao động trong khoảng là 24 đến 27 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Riêng tại các tỉnh khu vực vùng núi, đặc biệt là khu vực núi cao, đã mang tiết trời se lạnh của mùa thu khi nhiệt độ giảm xuống dưới 23 độ. Đặc biệt là tại những điểm như Sapa, Lào Cai, Sìn Hồ, Lai Châu, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, Tam Đảo, Vĩnh Phúc hay là tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, trời còn rét nhẹ với mức nhiệt chỉ từ 17 cho đến 19 độ. Sang đến ngày mai, thời tiết ổn định hẳn, buổi sáng khá mát mẻ và ban ngày có nắng lên, nhiệt độ vào trưa chiều ở hầu hết các nơi đều ở mức là trên 30 độ, có nơi xấp xỉ hoặc trên 33 độ. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho hoạt động thường nhật của người dân trong ngày mai và một vài ngày tới. Mặc dù đã sang giữa tháng 9, tháng bắt đầu mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, nhưng chỉ 2 ngày đầu tháng khu vực này đã có mưa dông trên diện rộng. Còn lại, từ ngày mùng 3 cho đến nay, toàn khu vực chỉ có mưa dông mang tính chất địa phương với lượng không nhiều. Trong đêm và ngày mai vẫn chưa có hình thế thời tiết gây mưa nào ảnh hưởng đến dọc các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa xuống đến khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tại đây trời vẫn ít mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ sẽ tăng dần đến khoảng sau 13 giờ chiều. Nhiều nơi sẽ đạt mức là 32 đến 34 độ, thậm chí là một số nơi thuộc khu vực Trung Trung Bộ nhiệt độ còn lên trên 35 độ nên cảm giác sẽ khá là nóng vào trưa chiều. Ở phía Nam, các tỉnh từ Bình Định trở xuống cho đến khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, ban ngày cũng có nắng nhưng mà đến chiều tối có mưa dông và thời tiết sẽ dịu mát hơn hẳn so với các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ. Còn với các tỉnh phía Nam thì tháng 9 vẫn là tháng của mùa mưa ở khu vực này nên các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ đầu tháng đến nay liên tục có mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy và gió giật mạnh nên đã gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trong đêm nay và ngày mai thì mưa có xu hướng giảm dần, đồng thời nhiệt độ tăng nhẹ. Cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là từ 30 đến 31 độ, còn tại các tỉnh khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 33 độ. Tuy nhiên, sự giảm mưa chỉ là tạm thời. Sang đến ngày 11, ngày 12 thì cũng với sự hoạt động mạnh dần của đới gió Tây Nam ẩm nên mưa dông sẽ quay trở lại tại đây, đồng thời nhiệt độ sẽ giảm đi khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, gió có hướng Đông Nam khoảng cấp 4. Trong khi đó, tại vùng biển phía Nam Biển Đông thì gió lại thịnh hành theo hướng Tây Nam, có cường độ đạt mức là cấp 5, có lúc cấp 6. Thời tiết xấu vẫn tập trung tại khu vực giữa và phía Nam của Biển Đông, nên tại đây có mưa dông rải rác, tầm nhìn bị hạn chế. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Như vậy là trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, trời phổ biến ít mưa, ngày nắng. Trong khi đó, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Đây đây bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân.